cựu bí thư nhận 5 tỷ quả biếu, không bị truy tố, phép thử của Tổng Trọng với Tô Đại ra sao? Công cuộc chống tham nhũng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 12 vào năm 2016 cho đến nay, mới với chủ trương chống tham nhũng không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ, một số dân chúng tin rằng chủ trương này sẽ được Đảng của ông Trọng áp dụng triệt để. Tờ báo Việt Nam Express Online vào ngày 29 tháng 5 đưa tin, cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai bị tuyên hơn 5 năm tù. Bản tin cho biết, sau 9 ngày xét xử và nghị án, chiều ngày 29 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên án cựu bí thư Nguyễn Văn Vịnh 5 năm 6 tháng tù và cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân Doãn Văn Hưởng 4 năm tù. Cả hai cùng bị kết tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khai thác trái phép 1,5 triệu tấn apatit. Riêng bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa, giám đốc công ty Lilama, đã bị tuyên mức án cao nhất lên tới 7 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và tội rửa tiền. Ngoài ra, còn nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ, công chức của tỉnh Lào Cai cũng bị tuyên phạt tù giam với mức án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 3 tháng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai vào năm 2009, công ty Lilama được cấp giấy phép đầu tư thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai trên diện tích 3,7 hectare. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai sau đó đã có văn bản cho phép công ty Lilama tận thu gom góp quặng apatit. Công ty Lilama đã lợi dụng việc này công khai đào quặng trái phép và bán trôi cho công ty apatit Việt Nam. Tổng cộng có hơn 1,5 triệu tấn quặng đã bị khai thác và tiêu thụ trái phép, thu lợi bất chính hơn 610 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra trong vụ việc nêu trên, công ty apatit Việt Nam thu lợi bất chính 184 tỷ đồng. Giám đốc Nguyễn Mạnh Thừa được hưởng 177 tỷ đồng. Để hợp thức hóa số tiền lợi bất chính, ông Thừa mượn từ tài khoản từ 12 người để chạy dòng tiền trước khi rút ra sử dụng cá nhân và đưa hối lộ. Truyền thông nhà nước cho biết trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Mạnh Thừa đã khai nhận từng đưa tiền hối lộ cho các cá nhân là các lãnh đạo, các cán bộ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và một số cán bộ của Thanh tra Chính phủ. Trong số này, cựu bí thư tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh được biếu 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc bí thư tỉnh Lào Cai nhận 5 tỷ đồng của doanh nghiệp lại không bị truy tố về tội danh nhận hối lộ với lý do theo hội đồng xét xử. Đây là việc nhận quả biếu tình cảm hoàn toàn không có biểu hiện vụ lợi nên được miễn truy tố. Công luận đã so sánh vụ việc này với vụ cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã dùng tới 200.000 đô la nhận được trực tiếp từ Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt nhưng lại không bị truy tố về tội nhận hối lộ với lý do chiếc túi đựng tiền bị bỏ quên và ông Anh đã có ý nộp lại nhưng không kịp. Trong sa thút với tiêu đề thoát án tử hình, nhà báo Lưu Trọng Văn đã bày tỏ trên trang cá nhân như sau. Trong khi ông Vịnh nhận 5 tỷ đồng thì gọi là quả tết của doanh nghiệp khai thác tài nguyên, thật hài hước và chua xót cho nền tư pháp của tỉnh Lào Cai khi coi việc nhận 5 tỷ đồng này là quả tết, chứ không phải là nhận hối lộ để rồi không truy tố tên Vịnh này. Trong khi căn cứ theo điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi 2017 thì người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn trực tiếp hoặc thông qua trung gian nhận hoặc nhận lợi ích vật chất khác nhau trị giá 1 tỷ đồng trở lên thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hình phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Công luận đặt câu hỏi là tại sao Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai lại bỏ qua không truy tố đồng thời tiếp tay cho bị cáo Vịnh thoát án 20 năm tù hoặc chung thân hoặc tử hình. Nền tư pháp nước nhà đang bị khủng hoảng, không chỉ pháp lý mà cả công lý và niềm tin của người dân. Vẫn theo nhà báo Lưu Trọng Văn, phải chăng trước thực tế nhiều quan tham nhận hối lộ hàng trăm tỷ, ngàn tỷ vẫn thoát án tử hình, cho nên tên bí thư Vịnh chỉ nhận có 5 tỷ, theo các quan công tố là số tiền quá bèo nên không đáng để ghép tội nhận hối lộ. Đó là lý do vì sao mỗi khi nhắc đến công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư, đa số người dân không còn tin tưởng và cho rằng Tổng Bí thư nói không có vùng cấm nhưng luôn có cái gọi là vùng kín. Đây là vùng đặc quyền dành cho các đàn em thân cận của Tổng Trọng mà ít người biết được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin cựu bí thư nhận 5 tỷ quả biếu không bị truy tố, phép thử của Tổng Trọng
với Tô Lâm, phải không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao Tô Chủ tịch không cẩn trọng lại sập bẫy của Tổng Trọng một lần nữa? Sau Hội nghị Trung ương 9 khóa 13, hai chiếc ghế tứ trụ là Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội đã được bố trí nhân sự mới. Ông Trần Thanh Mẫn và cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đều đã yên vị. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy chính trường Việt Nam vẫn đang đứng trước một trận cuồng phong. Các bên đều đang muốn chuẩn bị cho một cuộc sống mái ở trận chiến cuối cùng. Vào ngày 29 tháng 5, mạng xã hội đã lan truyền các thông tin liên quan đến rò rỉ từ Đảng ủy Công an Trung ương. Đó là hình ảnh về hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức vào chiều ngày 28 tháng 5 tại Hà Nội. Đây là một hội nghị mang tính chất nội bộ, truyền thông báo chí không được phép tiếp cận và đưa tin. Theo đó, tại hội nghị này, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Bộ Công an đã thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự cho vị trí Bộ trưởng Bộ Công an kế nhiệm Bộ trưởng Tô Lâm để giới thiệu lên Bộ Chính trị xem xét và quyết định. Để tăng tính thuyết phục, còn có hình ảnh chụp một tấm biển treo quy chuẩn đặt trong một chiếc ô tô với dòng chữ Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng. Dường như hình ảnh này để khẳng định tin đồn đoán là sự thật. Những điều kể trên đã khiến cho không ít người tin rằng Thượng tướng Lương Tam Quang sẽ là Bộ trưởng Bộ Công an kế nhiệm Đại tướng Tô Lâm. Tối cùng ngày, nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà, tức là blogger Cô Gái Rửa Lòng, có bài đăng trên trang cá nhân cập nhật tình hình nhân sự banh bóng tính tới 29 tháng 5. Theo đó, sau khi cầu thủ số 37 đội Hà Tĩnh và 38 Nghệ An trở thành các ứng cử viên nặng ký cho ghế lãnh đạo an ninh liên đoàn đang còn bỏ trống, bất ngờ ngôi sao Hưng Yên phản công, mời tất cả lãnh đạo câu lạc bộ khắp các tỉnh thành về dự họp, đội quân hùng hậu này đã thống nhất yêu cầu cầu thủ số 3 đội Hưng Yên đưa lên, tạm thời sẽ là quyền bộ trưởng, chờ bổ sung vào nhóm lãnh đạo cấp cao của liên đoàn. Do cách sử dụng ngôn ngữ mang tính ẩn ý và khó hiểu của nhà báo này để tránh việc bị chính quyền soi mói, khiến số đông tin rằng đó là sự xác nhận của nhà báo nổi tiếng về tin cung đình. Những người này tin rằng Thượng tướng Lương Tam Quang đã được quyết định là quyền Bộ trưởng Bộ Công an và đang được xem xét để đưa vào Bộ Chính trị. Nhưng trên thực tế, nếu đọc kỹ nội dung trên sẽ thấy rõ, cần được hiểu chính xác là Hội nghị lãnh đạo chủ chốt của Bộ Công an đã thống nhất giới thiệu lên cấp có thẩm quyền xem xét để Thượng tướng Lương Tam Quang được giữ vị trí quyền Bộ trưởng Bộ Công an, được kế nhiệm Đại tướng Tô Lâm. Theo giới thạo tin, đây mới chỉ là việc cấp dưới kiến nghị đến cấp trên xem xét, còn đồng ý hay không là thuộc quyền của lãnh đạo cấp trên. Theo quy định, một kiến nghị còn phải thông qua nhiều thủ tục và qua nhiều cấp, trong khi người của Tổng Trọng đã an ngữ ở mọi cửa quan trọng. Cũng có ý kiến nhắc lại chuyện Bộ trưởng Tô Lâm bị mắc nhỡm cấp có thẩm quyền khi ban đầu được đồng ý cho ngồi hai ghế, nhưng sau đó đã bị rút lại bất ngờ, khiến ông trở tay không kịp. Ở đoạn cuối, nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà cũng đưa ra một cảnh báo, việc dùng cơ sở gây sức ép nhân sự lên liên đoàn cũng là chuyện chưa từng có trong lịch sử tổ chức này. Theo giới quan sát, đây là điều rất bất lợi cho lãnh đạo Bộ Công an và ông Chủ tịch nước Tô Lâm trong vai trò giật dây. Theo giới phân tích, Tổng Trọng và các tướng lĩnh Bộ Quốc phòng vẫn nắm giữ quản lý các tình hình nội bộ của Đảng. Vấn đề vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng có thể sẽ là một cái bẫy mới cho Chủ tịch nước Tô Lâm và người được ông đề cử kế nhiệm. Vấn đề tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng, nhân tố đảm bảo sự thống nhất, ý chí và hành động, vừa phát huy dân chủ, vừa tụ được sức mạnh, trí tuệ và tập thể, vừa đảm bảo được hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, là cực kỳ quan trọng. Dư luận xã hội cho rằng, khi một cá nhân hay một tổ chức trong tình cảnh thất thế và bế tắc, người ta tìm cách bấu víu vào mọi thứ để tạo cho mình một cảm giác vẫn an toàn. Điều dễ làm nhất là ngụy tạo thông tin để dư luận tin rằng họ vẫn an toàn, chứ không phải thời gian còn lại chỉ được tính bằng tháng như tin đồn. Đó là tâm trạng hiện nay của Chủ tịch nước Tô Lâm và đa số lãnh đạo
của Bộ Công an. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Vì sao Tô Chủ tịch không cẩn trọng thì lại sập bẫy ông Tổng một lần nữa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.